Và Mỹ Linh xin công bố hạng mục nhân vật của năm đã thuộc về đội tuyển U23 Việt Nam ạ. Xin được chúc mừng U23 Việt Nam với giải thưởng nhân vật của năm. Giải thưởng nhân vật của năm năm nay đã thuộc về một tập thể, thưa quý vị. Một tập thể đã được nhắc tên rất nhiều trong suốt một năm qua với những chiến tích, với những đóng góp và sự nỗ lực của mình. Và bây giờ mời các bạn hãy cử một đại diện để có những lời chia sẻ. Lời đầu tiên cho chúng em gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể mọi người có mặt trong trường quay và mọi người trong đang xem truyền hình ngày hôm nay. Thay mặt cho tập thể đội bóng đá U23 Việt Nam thì chúng em xin gửi lời cảm ơn đến VTV, đến những khán giả đã bình chọn cho bọn em. Và lời cuối cùng thì em xin gửi lời cảm ơn đến toàn thể người hâm mộ bóng đá Việt Nam, những người đã tiếp thêm ý chí, thêm sức mạnh và thêm tinh thần để cho chúng em làm những điều có ý nghĩa cho tổ quốc, cho đất nước, cho gia đình và cho tuổi trẻ chính bản thân bọn em. Em xin cảm ơn. Tuyệt vời, đó những lời chia sẻ của Đức Huy. Cảm ơn em, những lời chia sẻ của em hay và xúc tích như những đường truyền của em trên sân bóng. Tuyệt vời, cảm ơn em. Xin chúc Đức Huy cũng như các đồng đội của mình sẽ sớm lấy lại phong độ, sẽ lên cân sau những tháng ngày đã thi đấu rất vất vả, rất hết mình. Xin trân trọng cảm ơn ông Nguyễn Thành Lương, cảm ơn Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh.